Vâng, xin chào bác, đây là kênh xe đạp. Và mới giới thiệu bác một em siêu phẩm đến từ bên em, mang một thương hiệu của đến từ Sita, full carbon, group cao cấp nhất của dòng touring và mountain bike loại hình, đồ full group Shimano XT. Rất nhiều bác hỏi em về cái dòng xe tổng touring cao cấp thì đây về một chiếc Sita. Và bây giờ xin mời nhà có thể giới thiệu xe. Vâng, cái model Sita thì trước đây em có về một vài mẫu của dòng xe touring khung nhôm. Hôm nay thì em về một chiếc dòng touring full carbon. Khung carbon đó nhá. Với tông màu chủ đạo là tông màu đỏ, điểm chỉ đen trên khung xe. Cái điểm nhấn đen này lộ những cái vân carbon trên khung xe các bác này. Còn các bác nào yêu thích những cái tông màu nổi bật. Model Sita thì bên em có về rất là nhiều cái dòng xe touring khung nhôm. Thì lai về một chiếc cái dòng xe touring full carbon MTB bicycle Sita cũng nhé, full carbon, cong đen cổ phốt là carbon, ghi đông cổ phốt là full carbon luôn nhé, của Sasso. Sasso là hãng nguyên bản theo xe của dòng Sita, cũng là làm từ carbon luôn, cổ phốt ghi đông nguyên cặp của carbon. Bên tay phải, tay trái em là bên tay lắm chính hãng của SRAM, tay cuốn SRAM này. Và xe được sử dụng với full group cao cấp nhất của dòng xe touring địa hình, dòng Shimano XT. Đồ XT không nhá, cấu hình rất là khủng. Bên phải em được sử dụng với một cầu đồ của Shimano XT. Phanh trước là sử dụng phanh dầu kỷ lực của XT. Phanh sau là sử dụng với phanh dầu kỷ lực của XT. Tay bấm xả XT luôn. Càng carbon, càng có Java. Càng thì càng là thương hiệu Java, càng là thương hiệu Ý. May vành cặp, cối lổ chính hãng của Sato, đến từ thương hiệu Mỹ, California. Thương hiệu vành Mayer chính hãng của Mountain Bike, những thương hiệu Mỹ đó nhá. Bên dưới thì cũng có lúc vành thì cũng có lúc lớp nhôm phản quang. Mayer vành cặp cối lổ của California. Lốp kích thước lốp là 26x1.75. Xe chạy với bộ rơm sườn. Bộ cấu hình rất là khủng. Nhiều bác em hỏi em về những dòng xe touring, dòng full carbon thì lại về một chiếc full carbon, kèm theo nó là những cái group xe cao cấp. Cọc yên thì nhôm, yên của MTB, yên hiệu MTB luôn, yên cao cấp nhé, yên hiệu MTB chuyên dành cho những dòng xe touring và dòng địa hình. Đồi đĩa XT luôn, siêu lô XT. Đồi đĩa trục rỗng 2 tầng. Gạt đĩa của Shimano XT. Củ đề sau là củ đề Shimano XT. Được trang bị với 10 tầng lip. Mayer trước sau là chính hãng Mayer của Stanno, thương hiệu Mỹ, California. Mayer bằng cặp khối lổ nhá. Đó là Shimano cho ta đúng của khung xe. Còn cho các đứng của khung xe là size 47. Chiều ngang khung là size 53. Cho size S. Thế là các bác cao 1m6 đến trên 1m7 đi vừa. Xe trang bị với 10 tầng lip, full group của Shimano XT. Lên lip này. Mayer bạc đạn cuối lổ bác nhé. Xuống lip. Bên phải em là đùi đĩa XT, hai tầng đĩa là đĩa của XT luôn. Đùi đĩa lên đĩa. Rất là bon. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe touring full carbon đến từ thương hiệu Sita.
cũng là carbon ghi đông cổ phốt cũng là carbon càng carbon và sẽ có giúp cao cấp của Simolo XT, mai cối lổ bạc đạn của California đến thương hiệu Mỹ và sẽ tốt tốt anh em là 14,8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Hoặc là con thơ mẹ qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Mời các bạn chơi ngày mai.